Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Lực lượng vũ trang quốc gia Indonesia TNI thông báo đã chuẩn bị 3 máy bay để sơ tán đến Indonesia. Khoảng 1.000 người Palestine bị thương trong các cuộc tấn công của Israel ở giải Gaza. Thông tin này được Tổng tư lệnh TNI Agus Subianto công bố tại cuộc họp với các lãnh đạo của Hội đồng Ulema Indonesia MUI tại Jakarta. Theo đó, các máy bay sẽ chở những người Palestine bị thương sơ tán đến Indonesia để điều trị tại Bệnh viện quân đội Gatot Soebroto RSPAD và Bệnh viện quân đội trung ương General Besa Suedima. Tướng Agus cho biết hai bệnh viện tại Jakarta có thể tiếp nhận tới 1.000 bệnh nhân và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cũng như điều trị sau chấn thương tốt nhất cho người bệnh. TNI đã huy động một đội ngũ chuyên gia để hỗ trợ trị liệu cho các bệnh nhân. TNI cũng tuyên bố sẵn sàng cung cấp thêm hàng hóa nhân đạo cho Gaza, bao gồm cả tàu bệnh viện, miễn là lệnh ngừng bắn được thực hiện. Và quân đội Indonesia nhận được sự ủy nhiệm của Liên hợp quốc. Việc giúp những người Palestine bị thương sơ tán đến Indonesia đã được Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto, đồng thời là Tổng thống đắc cử, đề cập tại đối thoại EIS Sangriya mới đây ở Singapore. Cựu thống đốc Đông Java. FIFA Inda Parawansa đã đề xuất đưa 1.000 người Palestine đến các trường nội trú Hồi giáo ở Đông Java. Trong khi đó, một số nhân vật có ảnh hưởng ở Tây Java cũng bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận những người sơ tán và đưa đến các trường nội trú Hồi giáo trong tỉnh để được cung cấp các điều kiện tốt. Tổng thống đắc cử của Indonesia, ông Prabowo đã khẳng định lập trường nhất quán của Indonesia rằng xung đột vũ trang ở Gaza cần được giải quyết thông qua ngừng bắn và đàm phán. Được biết, Indonesia từ lâu đã ủng hộ một nhà nước Palestine độc lập và cùng với các quốc gia khác đang tham gia vào nỗ lực ngoại giao để kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn và tiếp cận rộng rãi hơn với hỗ trợ nhân đạo tại giải Gaza. Vừa qua, chính phủ Indonesia đã bác bỏ các thông tin trên phương tiện truyền thông Israel rằng nước này có kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Israel để được chấp nhận gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Một số phương tiện truyền thông Israel trước đó đưa tin Indonesia đã đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel để đổi lấy việc được chấp thuận tư cách thành viên OECD, thông tin cho biết sự đồng thuận đã đạt được thông qua các cuộc thảo luận bí mật diễn ra trong 3 tháng qua và việc thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ chấm dứt sự phản kháng của Israel đối với việc Indonesia gia nhập OECD. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ ngoại giao Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, hôm qua khẳng định cho đến nay, nước này chưa có kế hoạch bình thường hóa quan hệ với Israel và bày tỏ lo ngại về cuộc xung đột tại Gaza. Ông nhắc lại lập trường của Indonesia sẽ không thay đổi và nước này sẽ kiên trì ủng hộ nền độc lập của Palestine, cũng như giải quyết xung đột Israel-Palestine trong khuôn khổ giải pháp hai nhà nước. Theo tờ National của UAE, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan ngày 14 tháng 6 đã loại trừ khả năng nước này tham gia sáng kiến giảm leo thang do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất, cáo buộc Paris có thái độ đối nghịch với Israel. Ông Macron vừa cho rằng Pháp, Mỹ và Israel nên thành lập một nhóm liên lạc để nỗ lực xoa dịu căng thẳng dọc biên giới Israel, Liban. Đáp lại, ông Galan nói, khi chúng tôi tiến hành một cuộc chiến để bảo vệ người dân của mình, Pháp đã áp dụng các chính sách thù địch với Israel. Israel sẽ không tham gia khuôn khổ ba bên do Pháp đề xuất. Ông Galan cáo buộc Pháp phớt lờ những hành động mà Hamas đã gây ra đối với người Israel, đề cập đến việc nhóm vũ trang này tấn công vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Tháng trước, Pháp đã chặn các công ty quốc phòng của Israel tham gia một cuộc triển lãm vũ khí lớn ở Paris. Pháp cũng lên án các cuộc tấn công của Israel vào Rafah ở Gaza. Việc ông Galan bác bỏ đề xuất của Pháp diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công xuyên biên giới ngày càng gia tăng giữa nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban và quân đội Israel. Hezbollah cho biết họ đã bắn hàng chục quả tên lửa vào miền Bắc Israel ngày 14 tháng 6 để đáp trả cuộc tấn công ban đêm của Israel vào một tòa nhà dân cư ở miền Nam Liban khiến hai thường dân thiệt mạng và một số người khác bị thương. Nhóm này cho biết họ đã bắn tên lửa Kachusa và tên lửa Falak vào khu vực xung quanh thị trấn biên giới Kiryat, Smona. Các cơ quan ứng phó khẩn cấp của Israel đã phải đối phó với một loạt vụ hỏa hoạn ở miền Bắc nước này sau các cuộc tấn công. Israel đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công đáp trả Hezbollah kể từ khi xung đột nổ ra giữa họ, khiến nhiều dân thường thiệt mạng trong các cuộc bạo lực xuyên biên giới. Kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023, Hezbollah tấn công các cộng đồng và đồn quân sự của Israel dọc biên giới gần như hàng ngày. Nhóm này cho biết họ làm như vậy để hỗ trợ Hamas trong bối cảnh xung đột ở Gaza. Israel bày tỏ sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao cho cuộc giao tranh xuyên biên giới, nhưng đe dọa tiến hành chiến tranh với Hezbollah để khôi phục an ninh cho miền Bắc Israel, nơi hàng chục nghìn dân thường hiện phải di rời. Theo một thống kê của AFP, giao tranh kể từ đầu tháng 10 năm 2023 đã khiến ít nhất 455 người ở Liban thiệt mạng, chủ yếu là các thành viên Hezbollah, nhưng trong đó có 88 thường dân. Về phía Israel, ít nhất 14 binh sĩ và 11 thường dân đã thiệt mạng. Vừa qua tại Thụy Sĩ, Tổng thống Liên bang nước này Viola Amherst đã có bài phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine trong ngày 15 tháng 6. Thông cáo báo chí của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cho biết, có 100 đoàn đại biểu, trong đó có 57 nguyên thủ quốc gia sẽ tới tham dự hội nghị diễn ra ở khu nghỉ dưỡng Bergenstock. Theo thông cáo, trong phái đoàn nước chủ nhà Thụy Sĩ có Ủy viên Hội đồng Liên bang Ignazio Cassis, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Liên bang FDFA. Dự kiến trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Amherst có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Thông cáo báo chí nhấn mạnh rằng mục đích của hội nghị thượng đỉnh lần này là nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình trong tương lai và xác định các yếu tố thực tế cũng như các bước có thể giúp hiện thực hóa tiến trình như vậy. Hội nghị có phiên họp toàn thể với nội dung thảo luận về các chủ đề được đề cập trước đó. Ngoài ra, hội nghị cũng thảo luận về cách thức và thời điểm Nga có thể tham gia tiến trình này. Trong thông cáo báo chí, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đánh giá việc xây dựng một giải pháp lâu dài cuối cùng cần có sự tham gia của cả hai bên. Thông cáo báo chí của Thụy Sĩ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã đưa ra những đường hướng quan trọng về chính sách ngoại giao cũng như nhiệm vụ của nước Nga trên trường quốc tế. Nhà lãnh đạo Nga cũng nêu đề xuất hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine. Ông Putin khẳng định Nga sẽ ngừng bắn và tham gia đàm phán nếu Ukraine từ bỏ ý định gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và rút quân khỏi bốn khu vực là Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Lugansk, LPR tự xưng, các tỉnh Kherson và Zaporizhia mà Moscow đã tuyên bố chủ quyền. Ông tuyên bố Nga sẵn sàng đảm bảo việc rút quân an toàn của các đơn vị Ukraine. Theo kế hoạch, hội nghị về Ukraine diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bergenstock trong hai ngày 15-16 tháng 6. Trước đó, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết nước này đã mời hơn 160 phái đoàn tham dự hội nghị, trong đó có các quốc gia thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 và một số tổ chức quốc tế. Nga không nằm trong danh sách được mời tham dự hội nghị lần này. Ukraine quyết định không mời Nga tham dự hội nghị tại Thụy Sĩ vì không tin tưởng Moscow sau khi chứng kiến chiến dịch của Nga đã khiến hàng chục nghìn người chết và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa ở nước này. Lực lượng Nga được cho là đang kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine. Ukraine cho biết Nga có thể được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai để thảo luận về cách chấm dứt xung đột, song theo các điều khoản của Kiev. Nga trong khi đó cũng xem hội nghị là lãng phí thời gian. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết sự kiện này sẽ không có ý nghĩa nếu không có sự tham gia của Nga. Ngoài ra, khi xung đột bước sang năm thứ ba, ông Zelensky cũng hy vọng đưa vấn đề của Ukraine trở lại tâm điểm ngoại giao toàn cầu sau nhiều tháng thế giới bị phân tâm vì xung đột ở giải Gaza. Theo báo cáo của Chỉ số Hòa bình Toàn cầu, hơn 3 phần tư các nước châu Âu đã chi nhiều hơn cho quân đội của họ vào năm 2023, trong bối cảnh khu vực hòa bình nhất thế giới, lo ngại khả năng xung đột của Nga với Ukraine ngày càng mở rộng. Các cuộc xung đột cũng đang ngày càng mang tính quốc tế hơn, với 92 quốc gia tham gia vào các cuộc xung đột bên ngoài biên giới của họ, nhiều nhất kể từ khi GPI bắt đầu ghi nhận tình trạng hòa bình của các quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, xung đột vũ trang còn đang thay đổi do công nghệ quân sự, và sự cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng. Thiệt hại về người vì xung đột cũng đạt mức cao kỷ lục. Sự phức tạp và sự quốc tế hóa ngày càng tăng của các cuộc xung đột cũng làm giảm khả năng đạt được các giải pháp hòa bình lâu dài dẫn đến các cuộc xung đột mãi mãi. Gần đây, Tổng thống Putin đã có những tuyên bố mạnh mẽ nhắm vào Mỹ và các cường quốc phương Tây trong bài phát biểu này sau khi Mỹ và Ukraine ký thỏa thuận an ninh song phương 10 năm nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Kiev. Tổng thống Putin nhấn mạnh, sự ích kỷ của các nước phương Tây đã dẫn đến một sự việc nguy hiểm và chúng ta gần đến điểm không thể quay lại. Phát biểu tại cuộc họp này, nhà lãnh đạo Nga đưa ra cảnh báo đáng lo ngại khi cáo buộc Washington phá hoại an ninh toàn cầu vì nước này đã rút khỏi các hiệp ước vũ khí. Ông Putin nói, Washington đã đơn phương rút khỏi nhiều hiệp ước kiểm soát vũ khí khác nhau, sự ích kỷ và kiêu ngạo của các quốc gia phương Tây đã dẫn đến tình trạng cực kỳ nguy hiểm hiện nay. Ông cảnh báo chúng ta đã đến gần điểm không thể quay lại một cách không thể chấp nhận được. Trước đó trong cuộc gặp gỡ với các quan chức Bộ ngoại giao Nga, tổng thống Nga Putin cũng cho rằng liên minh quân sự NATO gây áp lực lên nhiều nước, trong đó có Nga và không có nước nào có thể an toàn tránh được nguy cơ bị NATO tấn công. Ông Putin nói, cách đây 2 năm tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, người ta công bố rằng liên minh này sẽ giải quyết các vấn đề an ninh không chỉ trong khu vực châu âu đại tây dương mà còn cả ở châu á thái bình dương họ tuyên bố rằng sự tham gia của họ là tất yếu rõ ràng động thái này là nỗ lực nhằm tăng áp lực lên các nước trong khu vực mà họ muốn kiềm chế sự phát triển đáng chú ý nước ta nước nga nằm hàng đầu trên danh sách đó nhà lãnh đạo nga nhấn mạnh thêm rằng ngoại giao của nato liên quan đến việc tố cáo một nước nào đó và tung toàn sức chống lại nước đó